Chào quý vị khán giả và các bạn. Hôm nay em xin chia sẻ với quý vị khán giả và các bạn một cái mẫu nhà vườn chu làm gian 2 tầng mái. Và ở trong căn nhà này, nó đặc biệt hơn nhiều căn nhà khác, đó là một tầng âm. Mẫu này được Nguyễn Tất Nhiên tư vấn phong thủy và thiết kế từ đầu năm ngoái, đó, trong cái thời gian Covid, trước Covid, và được khởi công xây dựng vào đầu năm ngoái. Mẫu biệt thự nhà vườn chu làm gian 2 tầng, 1 tầng âm tại Vũ Thư, Thái Bình. Hôm nay em xin được chia sẻ cho quý vị khán giả và các bạn đang chuẩn bị làm nhà, quan tâm đến mẫu nhà vườn chữ U Lam Gian, có nhiều cái thực tế tham khảo hơn trước khi mình làm nhà. Quý vị khán giả và các bạn có đang chuẩn bị làm nhà, quan tâm đến tư vấn phong thủy, quan tâm đến thiết kế, xin hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình 0974427638. Thầy cho em sẽ lại lên đường giúp quý vị khán giả và các bạn hoàn thành ngôi nhà mơ ước, tiết kiệm tiền, tiết kiệm chi phí, tối ưu không gian. Đó là cái tiêu đề, cái công việc hàng ngày của thầy trò em, luôn đi chia sẻ với các bạn đang chuẩn bị làm nhà. Các bạn đang chuẩn bị làm nhà, các bạn yêu không gian đẹp, tiết kiệm chi phí, tối ưu không gian, và các bạn yêu phong thủy, yêu ngôi nhà đẹp, thì xin hãy gọi điện đến thầy trò em. Thầy trò em sẽ giúp quý vị khán giả và các bạn. Trước khi vào bên trong ngôi nhà, em xin được quay vẻ ngoài của ngôi nhà cho quý vị khán giả và các bạn cùng xem. Đó. Với bình thường, những cái căn nhà bình thường không có tầng âm thì chúng ta sẽ được thiết kế 5 bậc. Đó, đúng với cái mẫu nhà vườn chữ U Lam Gian là 5 bậc. Do cái ngôi nhà này, bác đã có một tầng hầm ở dưới, tầng âm ở dưới, nên ngôi nhà đã chỉ còn lấy xuống 3 bậc để giảm cái độ cao của nhà xuống. Đó. Trước màn hình quý vị nhìn thấy đó là cái mẫu nhà vườn chữ U Lam Gian 2 tầng mái. Diện tích mặt tiền của ngôi nhà là 17 và chiều sâu là 12. Đó. 3 bậc cột vuông 50, 2 cột chính vuông 50, và cửa chính của ngôi nhà được mở to hơn so với hai cửa hai bên. Và mời quý vị khán giả và các bạn cùng em tham quan cái view bốn xung quanh ngôi nhà. Sau đó em sẽ mời quý vị khán giả và các bạn cùng vào trong nhà. Và cái vế đây bên sau này thì được kết nối ra rộng hơn một chút, 1m6 nữa để thiết kế nhà vệ sinh. Và đây là cô của bác chủ nhà, mẹ của bác chủ nhà. Đó, và được cái view ra sông. Đó, đó là con sông. Và ở dưới này, cái khoảng vườn ở dưới này cũng như là cái tầng hầm của ngôi nhà, bác đều được trồng cây, rau sạch và cây cảnh. Và tầng dưới là để ô tô hoặc là những cái sinh hoạt đơn giản của gia đình. Giờ mời quý vị khán giả và các bạn cùng em vào trong. Và trong ngôi nhà đó, đó là cái khoảng sảnh hiên. Khoảng sảnh hiên này có diện tích khoảng 3m. Đó. Và vào trong đó là khu nội minh đường, kết hợp phòng thờ, phòng khách. Phòng thờ được thiết kế lùi hậu cung. Và phòng khách này, em dừng video một chút. Giờ mời quý vị khán giả và các bạn cùng em tiếp tục vào trong ngôi nhà. Đó, trong ngôi nhà chính giữa là gian thờ, và phòng thờ được lùi hậu cung. Cái khoảng rộng của phòng thờ cũng là chính của cái ba cái gian của cái gian giữa đấy. Đó, và về bên trái, về bên phải là phòng khách kê một bộ ghế, và về bên này bác kê sập sang bên này, kê phạt sang bên này, sập sang bên này để cái tivi nhỏ bố mẹ dễ xem, ông bà dễ xem. Và trước màn hình em đây là cái bề bên trái của ngôi nhà. Bề bên này được thiết kế 3 phòng ngủ. Đó. Bên trong trước cửa là cái view phòng của ông cụ, và được một thiết kế một nhà vệ sinh chung. Về sâu bên trong này chúng ta có 2 phòng ngủ nữa. Đó, em quay cái phòng ngủ trong này. Và phòng ngủ này có diện tích khoảng 16m2. Phòng thứ 3 này có diện tích nhỏ hơn, phòng này có diện tích khoảng 10m2. Đó. Và đây là cái trần của phòng khách kết hợp phòng thờ.
Đó. Khoảng 65 mét cả hộ cung. Và phòng khách này của chúng ta là gần 60 mét vuông, nếu tính cả hậu phung là 70 mét, khoảng gần 70 mét vuông tất cả quý vị ạ. Đó. Đó là phòng khách kết hợp phòng thờ trong ngôi nhà biệt thự nhà vườn chữ U Lâm Giang. Đó. Và đây em sẽ quay ở cái góc là cho quý vị khán giả và các bạn cùng nhìn xem, tham quan lại phòng khách này một lần nữa. Đó. Phòng khách kết hợp phòng thờ. Trần thạch cao trang trí hiện đại. Đó. Bức tranh, hai bức tranh hai bên, một bức là quý vị nhìn thấy đây là bức thuận buồm xuôi gió. Đó. Và góc bên này bác chơi một bức tranh nữa. Đó. Bức tranh này, bức tranh đào. Đó. Mời quý vị khán giả và các bạn tiếp theo thăm không gian tiếp theo. Và đây là một cái phòng ngủ. Phòng ngủ này thì có diện tích 16 mét vuông. Nếu do bác chủ nhà khóa cửa rồi, em không mở nữa. Và về bên này là được thiết kế một không gian bếp hiện đại trong ngôi nhà. Và không gian này được mở một cái view cửa sổ nhìn ra cái mặt vườn cũng như là mặt sông, và đón gió mát từ dưới sông lên. Đó, chúng ta ngồi ở đây ăn cơm sinh hoạt chung gia đình ở cái view này thì là rất đón gió, rất là thoáng. Và trong cái ngôi nhà của Nguyễn Tất Nhiên tư vấn và thiết kế thì đều được mở những cái cửa sổ to để đón gió, đón những cái hướng gió mát vào trong ngôi nhà. Và ra vế đằng bên phải sau ở ngôi nhà là được thiết kế một phòng vệ sinh. Đó, một phòng vệ sinh chung ở góc này để chúng ta tiện sinh hoạt. Và đây em xin quay cái góc bên này, góc bên phải của ngôi nhà giáp bờ sông. Đó. Ở đây là cái lối hành lang. Khi chúng ta làm nhà vườn, chúng ta lên chừa lại những cái diện tích đất xung quanh của ngôi nhà để chúng ta tạo cái điểm nhấn cho ngôi nhà. Đó là đặc điểm của những cái nhà vườn ạ. Đó. Những cái đặc điểm của cái nhà vườn là chúng ta lên tạo thật tốt những cái khoảng không gian bốn xung quanh của ngôi nhà, sân vườn, lối hành lang. Và đây về ở nhà mang lại thì cái view nhìn ra sông thật là đẹp. Đó, sông. Những con thuyền rất to đang đi ở ngoài sông. Đó. Em xin quay một chút ở cái tầng âm cho quý vị khán giả và các bạn cùng xem. À, em đang đi xuống đấy ạ. Đó. Đi xuống cái tầng âm. Và đây là cái không gian tầng âm. Bác vẫn để trống hết. Đó. Và cái view trước. Cảm ơn quý vị khán giả và các bạn đã xem những cái chia sẻ của em. Quý vị khán giả và các bạn thấy những cái chia sẻ của em hay hữu ích, hãy cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh, một nút chia sẻ để nhiều bạn khán giả đang chuẩn bị làm nhà có những cái mẫu nhà thực tế tham khảo trước khi mình làm nhà. Nếu quý vị khán giả và các bạn quan tâm đến tư vấn phong thủy, quan tâm đến thiết kế, quan tâm đến tối ưu không gian, quan tâm đến nhà đẹp ngon bổ rẻ, xin hãy gọi điện 0974427638. Thầy cho em lại lên đường, giúp quý vị khán giả và các bạn hoàn thành ngôi nhà mơ ước, tiết kiệm tiền, tiết kiệm chi phí, tối ưu không gian. Em xin chân thành cảm ơn, chúc quý vị khán giả và các bạn thật nhiều sức khỏe và kiếm được thật nhiều tiền, xây những ngôi nhà cho chính mình, xây những ngôi nhà báo hiếu cho bố mẹ ở quê thật là ý nghĩa. Em xin được kết thúc video này tại đây. Em xin cảm ơn quý vị khán giả và các bạn rất là nhiều.